À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video của dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Chocobo Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Vương quốc Langoba để chinh phục thế giới. Ở tập trước thì các bạn cũng biết rồi, mình cũng đã thực hiện mấy cái cuộc chiến nói chung là cũng tương đối đấy, để phòng thủ ở cái khu vực phía bắc này. Sợ thì bây giờ mình cũng đang khá căng. Lo phòng thủ khu vực phía bắc này là rất mệt. Bởi vì bây giờ mình thấy có một vấn đề không ổn đó là về lý thuyết thì mình đã kiểm soát được vùng Ý rồi, nhưng bây giờ vùng phía bắc thằng Phanh này đang rất không thân thiện với thằng đệ của mình. À, mình chỉ sợ là thằng Phanh này nó sẽ tận dụng cơ hội để nó tấn công mình. Các cái quân đoàn ở phương bắc này có thể mình sẽ một vài quân đoàn ở đó, nếu điều kiện kinh tế cho phép mình sẽ thành lập full. À, hôm nay có thể xây cái công trình này, làm cái ruộng nữa để cho nó chắc cờ. À, có thể là phương bắc mình sẽ thành lập một cái hạm đội đấy nhỉ. Phía nam thì mình thành lập được khá nhiều hạm đội rồi, phía bắc thì chưa có. Để có thể mình sẽ thành lập một cái hạm đội ở phương bắc. Đây, cho một cái hạm đội ở đây đã. 1, 2, 3, 4, 5, 6, thế thôi. Còn lại là thuyền cận chiến. Mình nghĩ là với cái lực lượng hiện tại thì bây giờ quân đội chúng ta đã bị full cái lực lượng có thể tấn công rồi. Là bây giờ mình không có cách nào để mình tăng thêm một quân đội nữa. Thì chỉ có thể sử dụng cái lực lượng hiện có thôi. Bây giờ... Đây, nâng cấp cái này lên nữa. Cái này... Mình nghĩ phương phía nam này thì mình sẽ xây cái công trình này để nó có tăng khả năng quân phòng thủ. Rồi, hết tiền rồi. Công trình vệ sinh. Rất lo lắng thì bây giờ mình kiểm soát được hai vùng này, nhưng mà các quân đoàn của La Mã đây còn khá đông. Chắc chắn phải có một trận đánh sinh tử thì mới có thể giải quyết được vùng này. Mình nghĩ là phải có thêm các hạm đội ở đây thật. 6 chiếc thuyền pháo nữa. Bây giờ sẽ không phải thời kỳ chúng ta đi xâm chiếm thế giới nữa, có thể là chúng ta chuyển sang cái giai đoạn phải phòng thủ rồi các bạn ạ. Bởi vì tình hình thế giới bây giờ rất là bất ổn. Mình nghĩ là mình sẽ đề nghị thằng này nó chiến tranh vào đây. Thằng Hung Nô sẽ là quân cờ chính trị của mình. Bây giờ... Khó ghê nhỉ. Sit, friend. Thằng này... Mình sẽ... I've called for good ale to ease your throat and mấy cái phe phái ở đây đã. Ripe women to ease other parts. Thằng khỉ đấy thôi khỏi. Nó lại trèo lên đất của mình, rách việc. Qua lượt đã. Khu vực ở phía bên phía tây thì mình nghĩ là bây giờ ổn rồi chứ nhỉ? Có mỗi thằng Vandal này nó chiến tranh với mình thì nó cũng đã rút đi rồi. Đông La Mã thì chắc là rất khó để có thể tiến lên được. Trong một ngắn hạn thì Đông La Mã chưa thể lên được. Mình nghĩ thế. Khu vực phía nam mình nghĩ là mình sẽ giải tỏa khu vực phía nam đã. Phương Bắc chúng ta thành lập một quân hạm đội là có thể phòng thủ được rồi. Chắc vậy. Đoán thôi. Hung Nô vẫn chưa. Đang đề nghị. Khu vực bên dưới này thì chúng ta vẫn đang duy trì chiến tranh với Đông La Mã. Thì mấy cái thằng ở khu vực bán đảo Hy Lạp ấy, nó tạm thời nó vẫn chưa chiến tranh với chúng ta. Đế quốc của chúng ta đang phát triển đến mức mạnh rồi, nên là chúng ta bị trừ điểm ngoại giao rất gớm. Mình nghĩ là sẽ không có nhiều lựa chọn cho mình, bởi vì nếu như điểm ngoại giao bị trừ nhiều cái này thì... Gì đó? Các hạm đội của La Mã đi đâu ấy? Nó rút à?
Mình sẽ thành lập các hạm đội. Tất nhiên thành lập hạm đội thì tốn tiền hơn lục quân rất là nhiều. Đề nghị làm đồng minh phòng thủ. Không cần. Chúng ta không cần một đồng minh với ai hết. Chúng ta cần hòa bình chút xíu. Hạm đội này đây, mấy cái thuyền này là mấy thuyền đánh thuê, mình sẽ bỏ đi. Thế là mình sẽ thành lập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cơ à? Hơi nhiều. Thuyền cung thực ra nó hơi phế. Mình sẽ ổn định mấy cái vùng này đã. Bây giờ mấy cái vùng này nó chưa có quân đồn trú lắm. Đúng rồi, lên được công trình này thì nó thêm quân thì mới may ra. Trên này cái hạm đội này đây rồi. Chúng ta sẽ có một hạm đội full đầu tiên và mình nghĩ là mình sẽ phòng thủ được ở đây. Và nếu có hạm đội đến rồi thì sẽ khôi phục cái làng này lên nhỉ. Đây là cái vùng lãnh thổ nguyên của mình. Và cũng là cái phần mà mình phải kiểm soát mà. Cái eo biển này nói chung là khá là ổn rồi. Không có tiền, thôi được. Sẵn sàng kiểm soát hai cái vùng này. Cứ từ từ để xem tình hình nó đến đâu đã. Vandan. Vandan sang châu Phi. Nếu mình có thể thành lập được các cái hạm đội ở khu vực phía Nam này thì mình có thể rút dần quân về phía Bắc được rồi. Đấy. Có thành lập được các hạm đội ở đây thì mình có thể rút quân bớt các lực lượng quân không cần thiết về phía Bắc. Hiện tại thì mình chưa đủ lực lượng. Có lẽ duy trì 3 hạm đội ở phương Nam là đẹp. Mình rất lo cái khu phía Bắc thằng Phanh. Hoặc là thằng Thằng Phanh có thể chiến tranh với mình. Một cái hiệp ước hòa bình vào lúc này với Đông Nam Á là rất nguy hiểm. Mình sẽ... Cái chính sách ngoại giao tập trước thì bạn biết rồi, mình đang sử dụng cái chính sách ngoại giao đu dây. Có nghĩa là như nào? Có nghĩa là mình chơi với tất cả. Mình lợi dụng tất cả các phe để là... gia tăng ảnh hưởng của mình. Đấy. Bây giờ thì... các hạm đội của Ý đang rút dần. Tốt rồi. Chiến tranh với Dante. Là thằng này á? Được. Chúng ta sẽ khôi phục cái tỉnh này lên nữa. Chúng ta khôi phục cái tỉnh này lên bởi vì đây nó nằm trong vùng lãnh thổ toàn bộ của chúng ta. Mình sẽ nâng cấp hết cái nhánh dân sự này lên đến cấp 3 đã. Đối với faction này thì các bạn phải nâng đều. Bây giờ thì quân sự không phải là yếu tố quan trọng nhất nữa. Chúng ta cần tiền để giải cần phải có khả năng giải quyết mấy khu vực này. Có vẻ như khu vực yên ổn nhỉ. Rồi, một cái hạm đội với gần này quân thì chắc là cũng không có nhiều thằng ra đánh. 6 cái thuyền pháo nữa ở đây là mọi chuyện êm ru. Không đủ tiền này, thôi để lượt sau mua. Có thêm một cái hạm đội nữa đóng rồi. À, nâng cấp được kỵ binh rồi này. Có thể tấn công vào đây à? Có nên không nhỉ?
Mình nghĩ là bây giờ mình nên rút quân đội lên phía Bắc thì hay hơn. Đây nữa, nhưng mà chưa phải lúc này. Đợi, có thêm một hạm đội nữa ở đây đã. Có thể mình sẽ thành lập thêm một hạm đội nữa ở đây để phòng thủ ba cái cả này. Ba cái cả mà toàn làng nhỏ này thì chắc là phải cần cái lực lượng này. Và với lực lượng như thế này thì mình nghĩ là không thằng nào dám tấn công vào cả. Thôi được. Tướng rồi. Ok. Thanh niên này làm sao đây? Ô, thanh niên này vô gia cư rồi à? Thanh niên này vô gia cư à? Được. Cái nhiệm vụ nó vừa đề ban hành cho chúng ta là phải tấn công với thằng Dante đúng không? Có thể là mình sẽ làm cái nhiệm vụ đó. Mình sẽ tấn công thằng Dante theo nhiệm vụ. Nhưng có điều cái thằng Phanh, sao nó di chuyển quân ở đây đông thế nhỉ? Mình thấy không yên tâm một chút nào luôn đấy. Hai quân đoàn của thằng Phanh đứng đây rất có thể nó sẽ khiêu chiến mình, tấn công mình. Đề phòng có lẽ mình sẽ mua thêm mấy đơn vị lính nhá. Nó cứ chạy trên đất của mình như đúng rồi nhỉ. Mình cần hung nô đi trước để làm mềm chiến trường phía bên kia của mình nhá. Dante à? Dante đang chiến tranh với mình. Thằng Phanh, mình đang rất lo lắng cái thằng này. Bổ sung thêm mấy đơn vị lính giáp vảy nữa nhỉ? Để phòng thủ với tiền của mình bây giờ cũng có thể nói là khá khá rồi. Rồi ok. Thằng này nó định làm loạn à mà nó thăng chức cái gì? Thôi cho mấy thằng này chức thấp thấp rồi thôi. Thế là được rồi. Chức cao dễ làm loạn. Đông quá nhỉ. Lực lượng của mình đông quá nhỉ. Đây. Kiểm soát đốt cái tỉnh này đã. Ta cần kiểm soát toàn bộ cái. Ôi 10.000, quá nhiều. Được so mình mới có thể. Được so mới đủ. Sao nào? Hạm đội này. Ôi ổn. Bây giờ nhiệm vụ nó bảo mình phải như nào nhỉ? Chiến tranh với thằng này à? Dante này à? Thằng quân Ly Khai La Mã này nó có chiến tranh với thằng Dante không? Chính xác luôn, nó đang chiến tranh với Dante. Mấy anh cũng nô mình bảo anh đi sang bên này đánh nhau thằng mấy thằng Phanh mà anh cứ đứng ở đấy nhỉ.
Chết thật. Tôi đứng đây để kiếm ăn này chết mình. Yes. Thirsty for battle. Get to it, man. Cái vùng này à. Ô. 3 lượt nữa mới có quân phòng thủ nhá. Ready for orders. Vùng này cũng vậy. Chưa thể yên tâm được một chút nào luôn. Mua một cái hạm đội, thành lập tiếp một hạm đội nữa đây. Kẻ ham muốn đốc công này. Your orders. Recruiting more ships. Ai. Rất là căng thẳng. Ochogots. À, quên mất không có quân rồi. Thằng phanh này nó dễ nó chiến mình nhỉ. Dễ lắm. 3 quân đoàn. Nhưng hình như là nó đang kéo quân đi đánh thằng Đông La Mã thì mà. Ai mà biết được. Nhỡ đâu nó lại dở khỏe sao. Chiến tranh với Junte. Căng thật đấy chứ đùa đâu. Tình hình chính trị thế giới. Mình chơi với Hung Nô thì rất khó để chơi các phe khác. Nhưng chúng ta không có nhiều lựa chọn. Vì nếu Hung Nô mà chúng ta làm mất lòng Hung Nô thì chúng ta còn dở hơn. Gì? Gì đấy? Oh man. Thuyền pháo à? Bộ binh của nó thì không đáng sợ lắm đâu. Bộ binh của nó thường thôi. Ăn được. Mà đám thuyền pháo này này. Rất nhiều thuyền pháo. Trận này chưa biết đánh kiểu gì ấy. Ái già. Mình rút quân hơi sớm chăng. Chưa biết đánh kiểu gì nhỉ. Chắc chắn là thằng tướng thì đi đằng sau rồi, không để chết được. Quân thì có thể mua lại được chiếc tướng mà chết thì dở lắm. Quân bộ binh của nó thì mình không sợ. Quân bộ binh của nó thì thường thôi. Quân bộ binh nó chỉ có mấy con ngựa mà. Đây là lối vào duy nhất của chúng nó. Kỵ binh ở đến đây. Rồi. Oh.
Cái chính là để xem nó làm trò gì ấy. More sail sighted. The enemy is reinforced. Nếu nó thích cận chiến thì ok. Fools, what we have sighted the enemy. Nhằm vào chỉ huy của nó mà bắn. Không được. Không được rồi. Tấn công lên trước đã. Làm mềm chiến trường trước đã. Tiền pháo nó tấn công chưa. Ôi ôi ôi. Đúng rồi. Hút xoáy hạng nó nhanh. Tấn công bằng chết cái xoáy hạng nó. Rồi cứ đánh nhanh đánh nhanh đánh nhanh. Không phải xoắn. Đúng rồi, thuyền xoáy hạng nó sắp chìm rồi. Nhanh. Đồ này đâu, bên ăn thuyền chiến rồi. Xoáy hạng nó xong rồi. Tấn công luôn. Đâm luôn cho anh. Làm mệt chiến trường đã. Đúng rồi, vòng lên đâm, đâm đội thuyền pháo này. Húc chết thuyền pháo nó đây. Cố lên. Cố lên, cố lên. Húc. Thủy quân hạng nặng của La Mã. À, bọn này làm gì đây? Tiến lên, ăn nó luôn. Được rồi, lên đi. Không thể tấn công được. Chết xoáy hạm nó rồi. Chúng ta được rồi. Bây của nó thì mình không sợ mà. Nó không đổ bộ được thì nó cũng thua. Chiến hạm nó gớm nhỉ. Thuyền đâm hút này không thể áp sát được. Bắn cái thuyền này sao? Our general is under attack. Reporting. Từ quần mình dẹo mất rồi. Nó lắm thuyền pháo quá. Ôi nó bắn hết đạn pháo rồi kìa. Ai da. Nó hết đạn pháo rồi.
ships ready to attack. Enemy forces have destroyed an entire unit. Firepower ready. Nó hết đạn pháo rồi. Thế đi không sợ. Ngon thì vào đây. Ngon thì cứ việc vào đây. Ôi kìa, mấy anh để lùi đấy. Nó bắn sớm quá. Nó không thể chiếm được chân bộ thì nó không thắng được. Ammunition stocks restored. Mất chiếc thuyền cuối cùng. Rồi. Pha lăng bật lên á. Đội mưa tên vào đầu chúng nó. Đừng có mất tinh thần chứ. Sao cái nhấp nhá nhấp nháy thế. Ô kìa. Vãi nhờ, mấy thằng Speed này bỏ chạy chứ. Sao lại bỏ chạy được? Đừng bỏ chạy thế chứ. Chưa đánh nhau nó bỏ chạy. Bọn này không có tướng chỉ huy phát tinh thần yếu hẳn. Phá cái xe bắn đá của nó đã. À tốt rồi. Bắn đấy. Ôi dồi ôi. Xong rồi. À nhưng mà nếu mà mình không hết giờ mà nó không chiếm được hết tất cả quân của mình thì nó cũng không thắng được mà. Làm sao cho cái đội ngựa này nó sống sót được này. Nó lắm thuyền pháo quá. Men have given up and are running for their lives. Hoặc là mình chấp nhận để mất cái thành này xong rồi mình sẽ tái chiếm lại thì dễ hơn. Thử xem được không? Về lý thuyết thì còn một đơn vị là chúng ta vẫn có thể thắng được mà. Lùa được bọn lỏ nó. Thế mới hay chứ. Nó mới hay. One of our units can no longer fire. Miễn là cái thằng ngựa này nó đừng mất tinh thần là chúng ta thắng. Mất nguyên cả một hạm đội à? Chạy đi. Mình bảo nó chạy nhanh cơ mà nhỉ. Về cái thành kiểu này không phòng thủ được. Ôi
có kỵ binh, nó không lùa được mình. Hết giờ là nó thua. Ô, còn duy nhất một đội ngựa. Mất nguyên cả một hạm đội đây kìa. Rắn ghê nhỉ. Ô, cho nó chiến thành này. Đánh trời lâu ấy. Mình chưa phá được cái thuyền pháo nào của nó. Cho nó chiếm để mình hủy diệt luôn cái hạm đội này của nó đi, thì mình rút quân hơi sớm. Cái gì? Không chiếm à? Chỉ cướp thôi à? Căng gì à? Chơi cái trò cướp mà không chiếm thì nó mới làm mệt đấy. Mới rút được đến đây mà nó đã phá tan cái căn cứ này của mình. Nó chỉ còn nguyên thuyền pháo thì nó không ăn được. Ôi, hết tiền của mình luôn. Ready for orders. All hands to the oars. Đây, hạm đội này thì phủ thủ tốt rồi. Mình không có thuyền pháo, nhưng mà mình không đấu được với nó. Nó bảo là mình phải chiến tranh với bọn này trong vòng bao nhiêu lượt nhỉ? Junte. À. Welcome, I suppose. No, do not sit. That is for us and for friends. You, for now, will stand. Không chịu giao thưởng à? Đòi nó tí tiền, mấy thằng La Mã này nhiều tiền lắm. Ấy, 3.000 đi, bọn này nó giàu lắm. Không được à? Vậy thì 2.000 nha. Không được à? Vẫn không được à? Kéo thế. 1.000 được chưa? Ồ, 1.000 dễ đi. Bây giờ mình... Ôi dồi, 1.000 được, 1.500 được à? 1.200. Rẻ sách quá. Rồi. Ơ, mình vừa chiến tranh với thằng nào nhỉ? Thằng này à? Thế còn đây là thằng nào? Dante. Junte. Thằng Dante này thì à? Chiến tranh với Alaman. Junte. Ochogoth này xem nó chiến tranh với ai đấy. Không có nhiều cách thì à, không có nhiều cái để cho mình làm chỗ này đâu. Thành này thằng nào kiểm soát nhỉ? Ai à, ai. Chưa thể rút quân đi được, hoặc là phải điều quân sang đây. Điều tiếp một quân đoàn lại sang đây à? Không có lực lượng để mà điều ấy. Chỉ có cách là phát triển các hạm đội lên thôi, nhưng mà hai lượt nữa chúng ta mới có quân. Ready for orders.
Recruiting more ships for the tribe. 5 chiếc á. Lo nhất là mấy thằng này này. Nó chiến tranh một phát thì mình dở hơi ăn cắm lợn luôn. Thống đốc. Đây, cái này đã. Ai da. Có hai, có cái thằng du mục rồi. Kiểu này khả năng mình phải cho cái hạm đội và cái quân đoàn của tướng huyền thoại tiến xuống phía nam và giải quyết nhanh lập tức cái thằng phía nam ấy thật. Đốt hết khu vực phía nam cho mình nhá. Mình muốn hòa bình nhưng nó lại muốn chiến tranh thì chúng ta buộc phải lựa chọn thế thôi. Ôi thằng này nó kéo quân sang đất cho mình. Nó đang kéo quân sang đất nhà mình. Đề nghị cái thằng chư hầu nó tham chiến nốt với thằng Dung Tê kia được không nhỉ? Có lẽ như vậy. Cuộc chiến ở khu vực phía nam này vẫn ai ôi quân đông La Mã nó đông thế. Nhưng mà mấy thằng này nó vẫn đang kiểm soát được cái vùng giáp với vùng Constantinople này thì mình chắc cũng không sợ lắm. Trận lúc nãy thì mình cứ để cho nó hết giờ thì mình cũng thắng đấy nhưng mà mất thời gian lắm. Ai da. Vấn đề của nhà nước à? Gì đấy? Con tin. Chúng ta có chấp nhận hắn à? Rồi cũng được. Có thể là mình sẽ có thêm một tướng mới. Có thể là như vậy. Tình hình là bây giờ mình muốn là thằng đệ này mình rất muốn thằng này là chiến tranh với thằng Jun Tae. On behalf of our people, welcome. Speak, friend, and honor us all with wit and wisdom. Nó không chiến tranh nhưng mà lại rất là thân với mấy thằng này mới đông. Ôi giời. Speak quickly, but do not. Nó lại không chiến tranh mới đâu. Thằng này nó cử đến 3 quân đoàn sang cổng nhà mình. Ôi, bộ binh cận chiến mạnh đấy, có khí chất đấy. Mình thích mấy cái thành đấy hơn là mấy cái thành ở vùng Ý này. Mấy thành vùng Ý này không thể phòng thủ được, nó không có tường thành. Giáp này, tấn công cận chiến. Bỏ qua giáp. Chơi liều đây. Hạm đội của nó ở đây đâu à? Tấn công. Thành lập thêm một hạm đội nữa ở đây. Thuế suất kẻ 24 quyền lực à? Thành lập một hạm đội nữa ở đây. Thuyền pháo trước ạ.
ngọt. For the tribe. À, chúng ta có thể tấn công thẳng vào cảng nó này. À, đô đốc à. Đô đốc à. Được. Tính sao nhỉ? Move out. Ấy. Tuyệt vời. Finding shelter. Ai già, thuyền phá thì nó buộc phải đổ bộ lên bờ. Được nhá. Để chúng ta xem cái hạm đội này của chúng ta nào đã. Không cần. Đây sẽ là cuộc trả thù cho đô đốc của chúng ta. Các cái vùng Ý này, cái thành nó không thể phòng thủ được, bực thật. Nó không có cái thành giống như các cái thành của mấy anh dợ ở phương Bắc. Sao lại đánh nhau lại sương mù này, ồ. Thôi được, mù anh cũng chơi. Mù vẫn còn hơn là mưa. Ây da. Nhưng mà mù này thì mình làm sao mình quan sát thấy nó để mà đánh nhau nhỉ? Chúng ta cứ chọn giải pháp là chúng ta làm thân với hung nô thì chúng ta sẽ còn phải tránh chiến tranh rất nhiều. Ây da, kỵ binh của mình lên cấp cao rồi. Bỏ hết lên Firewheel. Bắt các cái thuyền phá hạm của nó sẽ buộc phải đổ bộ. Chắc chắn như vậy. Enemy reinforcements have been spotted. Nó định di chuyển ra đây à? Có thể mình sẽ cho bộ binh của mình di chuyển ra cái hướng đó. Tốt thế nhở? Bắn phát cháy luôn này. Ồ. Tháp canh này nó bắn đến đây. Vậy thì không sợ. Thế lại 50% chưa sợ. Đám thuyền pháo này nó di chuyển được ra đây. Mình không quan sát được bờ biển đâu nhỉ. Khá xa. Có thể nó vẫn tấn công được vào đội hình của mình ở đây. Noble Horse. Noble Horse cả. Rất tốt, ok. Chắc cờ thì cứ phá cái tháp canh này cho. Mình sẽ dồn quân của mình ra đây đấy. Cho trước một đội này lên. Đội này có nhiệm vụ phòng thủ ở đây đấy. Phá hủy tháp canh. Khu định cư của chúng đang bị cháy. Đúng rồi. Nằm ngoài tầm bắn mà. Chắc không cần phá tháp canh nữa đâu. Best to do.
Rồi đó. Di chuyển nhanh lên đây đã. Con này thì chết rồi, phải làm cho quân ra đây để ăn anh. Nó có dám đánh đâu. Mấy cái thuyền pháo của nó không đổ bộ à? Nó làm cái gì ở ngoài biển nhỉ? Tại sao mình quên mà mình không sử dụng đánh đêm nhỉ? Quên đấy. Đánh đêm để ngăn không cho nó. Ôi, thuyền pha nó bắn được à? Nó đứng ở đây nó bắn được á? Ghê nhỉ? Rút. Nó mà tấn công được thì nguy hiểm lắm. Rút ra đã. Vãi thật, thuyền pha của nó. Sao pháo hạng bắn xa thế nhỉ? Mình có bao giờ bắn được pháo hạng xa này đâu. Rút ra đây đã. Đơn vị này bị thương nặng quá. Rút ra. Từ. Lùi lại đi. Cho mấy thằng Testudo nó lên trước. Pháo nó bắn quá xa luôn. Tại sao lại bắn xa thế nhỉ? Không thể nhỉ? À, lên bờ đi con. Bắn quá xa luôn, vô lý. Rồi có Testudo dựng lên rồi. Cái này bị thương thì làm dự bị. Đây. Được đấy nhỉ. Pháo mà nó không vào là mình toi nhỉ. Pháo binh La Mã đây rồi. Nó bắt đầu đổ bộ lên rồi. Vẫn còn hai cái thuyền pháo này nó chưa đổ bộ. Căn bản sương mù mình không quan sát được. Thuyền này bắn kinh thế nhỉ. Đổ bộ đi con. Không đổ bộ mình không ăn được cái chứ đùa đâu.
đúng rồi, đổ bộ đi con. Sợ quá, nó lã cho mình nát hết cả quân. Đáng nhẽ mình chưa lên phội, nó nhiều pháo mình chưa lên phội tấn công mới đúng. Ai già. Một bài học đắt giá. Chỗ này không cần. Từ nó vẫn có cung phụ kia kìa. Vệ binh sẵn sàng. Sương mù thật là quái dị. Tiến lệ. Ăn luôn. Mấy con ngựa này thì sợ rồi, không dám đánh nhau nữa. Tốt rồi. Đợi cái binh lùa ngay đội cung nó cho anh. Rồi. Tâm, đội lính này đủ cân chết luôn này. Hạng nặng á. Sương mù rất khó đánh nhau nhỉ. Vào đi con. Ôi nó cũng không dám áp sát quân mình này. Dăm ba cái thằng này mà dọa được anh á. Mà tớ không cần vội. Ui thế. Nó đang bận đánh nhau bên này. Vã vào đây cho anh. Mày thích bắn này. Đã lát nó ra cho. Trong mọi trường hợp chúng ta phải hủy diệt được hạm đội nó. Nó không ăn được đâu. Nặng cũng không phải là được vấn đề gì với anh hết. Cháy hết nhà nó luôn. Xong rồi. Mất hết tinh thần rồi. Chiến này thì mình đâu có sợ. Đẩy lên. Tấn công chính xác từ mục tiêu này.
tướng à? Bắn luôn. Bắn nào tướng này này. Chết tướng là quân nó mất tinh thần ác lắm. Mất hết tinh thần à? Thoải mái mà. Cái tháp canh kia là bắn đi đâu? Đây à? Thế thì cái từ từ đứng ở đây không thủ nữa. Nó lại chạy ra đây, nó lại quay lại. Chiến tranh. Chạy đi đâu đấy? Canh bắn được đến đây hết pháo rồi. Vào đây con rồi thơ mất tinh thần hoàn toàn lại điên cuồng chém giết à. Tốt. Đây đúng là lúc đang cần tiên phù chém giết đấy. Phải hủy diệt bọn hạm đội này đi đã. Nó có một, hình như nó có một cái cảng ở đây thôi. À, bắt tên à? Tên à? Điên cuồng chém giết à? Ừ, lùi ra cái kiểu tháp canh nó bắn. Có một thằng nó điên. Tầm bắn của cái tháp canh này rồi. Ồ, một mình cái thằng này nó điên mà nó chém chết rồi thế.
ăn được không? Bọn nó vẫn chưa bỏ chạy à? Thằng này nó nổi điên là mình không kiểm soát được, nó xông thẳng ra đây. Rồi, bỏ chạy trong hỗn loạn rồi. Đang bỏ chạy trong hỗn loạn rồi. Xông vào. Biết ngay tháp canh nó bắn rồi. Thằng này đứng yên. Xông ra đây cho anh. Quân hạng nặng. Mấy thằng này nó bị điên, mình không kiểm soát được. Nó nổi điên, mình không kiểm soát được. Nó nổi điên mất rồi. Chém giết loạn xạ, không biết sợ là gì nữa. Ăn được. Qua. Rồi. Ăn tiếp. Tướng gì mà chạy, chạy le kèn. Ô bọn này điền vô mất rồi. Nó bị điền mất rồi. Hoàn toàn đuổi nhanh thôi. Hoàn toàn may quá. Thằng điên thì nó không chạy nữa rồi. Xong rồi. Ui già. Khẩu pháo hạng của nó bắn ngoài, nó bắn mình thấm quá. Hết chưa? Chưa hết à? Thời tiết sương mù à? À đây rồi. Chuyện khá dứt khoát à? Ây da. Chắc mình phải chọn cướp bóc để kiếm lại ít tiền nữa nhỉ. Đúng rồi, phải có kiếm những ít sèn nữa. Ô, khôi phục được một thằng ở đây lên này. Cướp phá. Warriors all. Ready for battle. Thế là lại có tiền. Ôi dồi ôi, tướng của mình giờ này còn lên cấp nữa thì... Cái gì? Thẩm quyền thì thôi không cần, nhiệt huyết đi. Thêm một điểm là nhiệt huyết. Thêm một điểm là xung kích cho kỵ binh này. Ready for battle. Thirsty for battle. Giải phóng à? Nghe cũng vẻ ngọt nhỉ, giải phóng luôn. À, chúng ta đã khôi phục lên được một đồng minh à? Thôi được, có thêm một thằng đồng minh cũng hay đấy. Hail. Chơi với nó phát. As requested, I give ear to your just and undoubtedly noble requests. Lại có thêm tiền, tốt quá. Hay rồi, có một thằng đồng minh đây, tốt. À, bên dưới này không phải đất của thằng này nữa rồi. Thế thì ngọt rồi. Để anh xem nào, thằng đồng minh này. Chưa biết nó sẽ chiến tranh với ai, nhưng mà mình cứ giữ đập xong bên này đã. Hồi chủ yếu là lấy cái chỗ hồi máu. Đó, quá muộn rồi. Thế thì mình sẽ cho lực lượng của mình sang đây, đốt hết bên này rồi. Cướp được tí tiền, rất tốt.
Cái vùng này phải xây cái công trình vệ sinh đấy. Rồi. Căng nhỉ. Rất là căng. Bây giờ phía Bắc thì cũng rất lo lắng. Ông đệ này của mình trong ngắn hạn này vẫn tổn. Vấn đề là thằng Junte là thằng này đúng không? Nhiệm vụ của nó báo mình phải tấn công thằng này. Quân của nó đang thương vong rất nặng. For the tribe. Ready for orders. Warriors all. Chuẩn bị các quân đoàn sẵn sàng nha. Get to it, men. Có thể sẽ có chiến tranh ở đây. Toàn kỵ binh đời cuối. Thế mà không bị đánh nhau, cứ đứng ở nhà mình để kiếm ăn. Mình đã nghèo thì chớ, nó cứ đóng quân này lấy đâu ra lương thực. Qua được đã. Ui hà. Khỉ mấy anh hung nô này, anh không chịu đi đánh nhau hộ mình. Không biết làm đứng đây làm loạn hết đất nhà mình lên này. Mấy thằng sắc sông nó đang đưa quân xuống phía nam. Có nên chiếm khu vực châu Phi không nhỉ? Mình băn khoăn quá. Mình châu Phi thực ra thì cũng không giàu có thì cũng bình thường thôi, nhưng mà nó đề nghị một cái hiệp ước hòa bình à? Thanh toán cho mình 2.000. Thôi được. Nhưng mà 2.000 thì hơi ít đấy. 3.000 vẫn chịu à? Vậy thì 4.000. Mình đang rất cần tiền. Rồi ok. Họ chấp nhận một cái hiệp ước hòa bình với mày. Chúng ta đã tướng trong Syracuse, tướng tình báo tuyển dụng. Chúng ta được một tướng à? Mười chín tuổi. Thôi được, tạm thời hòa bình với thằng Ý này là chúng ta sẽ loại bỏ bớt được một kẻ thù đúng không? For orders. Getting on our way. Hạ chung à? Nó chưa lên được đến cấp này. Ready for battle. Move out. Ready for orders. Hạm đội này rút về đây.
phòng thủ đây cho anh đã. Phòng thủ chắc đã rồi tính. Mình vừa kiếm được của nó ít tiền, vừa đập cho nó SML ra để nó chịu chi tiền rồi. Nâng cấp công trình này để nó tăng nhanh công nghệ lên đã. Tường thành. Rồi. Mấy thằng run tây nó vừa chạy trên đất của mình, nó đi đâu rồi? Đây à? Đâu nữa? Warriors all. I want hourly patrols. Có thể đến lúc nào mình cũng phải thành lập thêm quân rồi đấy. Bổ sung thêm quân vào đây nhỉ. Chỉ tiếc là kinh tế của mình yếu quá. Bảo nó chơi mà nó không chịu chơi nhỉ. La Mã ở đây khôi phục lên được rồi. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của mình là tập trung đánh thằng này. Cái kế hoạch thì mình đã giải quyết được khu vực này rồi. Mình đã đàm phán và để có thể hòa bình ở khu vực châu Phi rồi. Thì bây giờ mình nghĩ là mình sẽ rút quân về phía Bắc thôi. Nhưng mà hòa bình này mong manh lắm. Mình chỉ e rằng là nó lại có thể tiếp tục muốn chiến tranh. Và nếu thực sự là như vậy thì rồi mấy thằng phanh nó sang khỏi đất của mình rồi. Alaman di chuyển đi đâu? Bây giờ chính ra mình cũng rất là khó, không biết phải đánh chỗ nào trước ấy. Ôi thằng Ý nó phát triển quân ra tận đây kìa. Chiếm được cả một cái đảo bên này của thằng Đông La Mã kìa. Thirsty for battle. Yes. Ready for orders. Row faster, you slags. Cho hạm đội này ra đây bảo kê đó. Này chưa tới. Nó có thể tấn công vào cảng này. Tấn công được hay không mới là vấn đề. Junte. Thirsty for battle. Nhiệm vụ mình phải tấn công thằng này. Thêm khăn. Mình phải xem thông tin cái thành này nè. Không xem được cái vùng La Mã này hình như là cũng không xây được công trình phòng thủ nữa cơ. Quái quầm. Không có quái quầm. Ready for battle. Chờ rút quân đoàn phía Bắc này, phía Nam này lên đã. Chờ quân đoàn huyền thoại này lên đã. Your orders.
giải quyết được khu vực phía nam đã là ổn lắm rồi. There is a time when warriors must sheathe the sword and talk. Thôi được, mình không muốn có một kẻ thù ở tuyết tận phía dưới này. Mệt lắm. Không trừ đáng kể điểm với Hung Nô đâu, nên là mình cũng chắc không sợ. Ai giả nó ám sát mất thầy tu của mình à? Mình cần hòa bình chứ không phải chiến tranh vào lúc này. Phải cả mấy anh Hung Nô rồi, mãi chả chịu đánh nhau gì cả. Cứ chỉ thấy chạy loanh quanh trên đất của mình. Tình báo địch. Ready for orders. Yes. Mặc đội nhiệm vụ bảo kê. Mình cần nâng cấp ở đây nữa. Đây, để nó lên lốt cái công trình vệ sinh dịch tễ đó. Vùng này chắc chắn phải lên tường thành cái vùng này. Lên đến đây này. Ồ, để lên được tường thành. Vùng ven biển này không lên tường thành khó ăn lắm. Đây này. À, nó rút được lượng về rồi. Để mình xem thằng Dante xem nào. Nhiệm vụ đánh thành này à? Cho này sang trinh sát phát xem thế nào đó. Toàn chó. I could be of further help. Thirsty for battle. Speak quickly, but do not expect the good wine to ease your parched throat when you are done. Này chiến tranh với ai nhỉ? Chiến tranh với mấy thằng phương Bắc. Bây giờ mình chưa thể chiến tranh nó, mặt nó khá là thân thiện. Thằng này. Vùng này lại bị đốt phá rồi. Thanh niên này mới khôi phục lại thành này nhỉ? Thằng này thì nó đang có chiến tranh với thằng Alaman. Đây. Chắc phải để phải một hoặc hai lượt nữa mình mới có thể chiến tranh được.
chiếm thằng Alaman hay bắt nó làm chư hầu nhỉ? Ai... khó nghĩ ghê. Cái chính sách ngoại sao đu dây này nhiều lúc cũng mệt. Many good men have died in our wars. Chưa cần. Mấy thằng La Mã, Đông La Mã nó chắc là Đông La Mã cũng là một con cờ chính trị để mình mặc cả với các phe phái khác. You have been blessed with courage, so will you not use that courage to help us? Attack. Đó, anh sẽ lại tuyên chiến với nó. Anh đã có một hạm đội đóng đấy. Nó đang vào rất gần rồi, mình sẽ cho hạm đội mình hủy diệt nó luôn. Nếu mình không nhầm, nó đang đứng rất gần mình. Đó, đây này. For our ancestors. Nó không chạy được đâu. Chính xác. Bắn chim cho nó cho anh. Sương mù à? Đây rồi. Ô thế chúng ta đánh phần lớn là hải quân này. Chúng ta nhiều thuyền pháo này chắc nó phải buộc phải tấn công trước à? Chắc chắn luôn. Lên nào con. Cho lên đó, chết cơ số đó. Bọn này nó trèo lên bờ thì mình cũng mệt đấy. Sao cái thuyền chiến của bọn Ala, bọn Long Bè này chán đời thế nhỉ? Nó không mạnh được như Phanh hay là các cái faction khác. Assault ships reporting. Chìm xuống, chìm xuống, chìm xuống. Chìm xuống. Lượt đầu tiên. À. Rồi. Cho ra đây à? Cho chiếc này dự bị. Bình speed này. I'm one of our ships. Repel them. Chuẩn bị. Our ship has depleted its ammo reserves. Húc cho anh. Đúng rồi. Húc nhanh. Xoáy hạm nó đấy. Tấn công cận chiến làm sao ăn được? Mình đừng có tấn công cận chiến. Đúng rồi, hút vào đây. Kệ cho nó. Ready.
Rồi. Tưởng nó chết rồi. Tiếp tục. Qua đây. Đúng rồi. Cần tiếp. Nó tấn công ở đâu mà. Sập lốt. Sập lốt. Rồi, hút tiếp lên đây cho anh. Rồi. Hết. Hạm đội của nó đã xuống biển rồi. Một chiến thắng rất khoát. Cả hạm đội của nó xuống biển rồi. Hình như nó còn mỗi duy nhất quân đoàn này sao nhỉ? Đúng nhỉ? Ô, vẫn chạy được à? Phải truy sát, không được để sống sót. Đúng rồi, được lên cấp luôn, tướng mình lên rank luôn. Thế chứ. Phe phái đã bị hủy diệt, đúng rồi, rất tuyệt. Đô đốc thì phải học vào cái đó. Giảm phí duy trì cho hải quân. Tuyệt vời, chúng ta đã tiêu diệt được một phe. Đang cải tiến à? Nó lại ghét thằng này. Mỗi một thành ở đây. Thằng này thì có thành ở đây. Đất rộng ghê nhỉ? 6 tỉnh. 1, 2. Được, cứ để xem chúng mày mà chiến tranh anh cho mày biết luôn. À, 6 là bao gồm ở bên này nữa. À, có quân phòng thủ rồi, nhưng không đáng kể. Ôi, bây giờ tiền của mình rất là ít. Không biết là có lên tấn công ngay ở lượt này không hay là để lượt sau nữa. Fleet ready. Leaving the ship. Có lẽ để lượt sau. Ready for order. Thằng Alaman thì chắc là không đánh được ai rồi. Về đây đó. Rồi, chắc là thủ tốt. Chắc không có gan dám đánh mình. Ai da. Thằng Alaman nó có đang chiến tranh với thằng này. Nhưng bây giờ mình không dứt điểm thằng Alaman mà mình chiến tranh với trên cả hai mặt trận thì liệu có căng quá không nhỉ? Ấy đúng rồi, Hung Nô đi rồi. Hung Nô đang di chuyển rồi. Trời ơi, anh Hung Nô, anh đi, anh kiếm ăn ở chỗ khác em nhờ cái. Cứ đóng quân trên đất nhà em thế này thì chết anh em. Ai chưa?
Bọn này nó kiểm soát ở cái khu vực Tây Ban Nha này kìa. Mình đã cần hồi phục quân đoàn này lên. Đang muốn kiểm soát lốt cả cái tỉnh này. Welcome, I suppose. Một tỉnh duy nhất à? Come then, speak. The people will consider what I hear. Do not attempt to sweeten truth with honey. Speak. Nó lại đang khá thân với mình ấy. Do mình chiến tranh với thằng này. Còn thằng này... À, thanh niên này chết rồi. Bị hung nô, sắp chuẩn bị hung nô nó tàn phá rồi. Dù không thích lắm nhưng thôi chấp nhận đi. À, hung nô nó sẽ kéo sang nó đập thằng này. Thế thì mình sẽ xử lý thanh niên nữa. Thống nhất lãnh thổ đó. Xin chào La Mã. Cảm ơn đã khôi phục cái thành giúp mình. Đỡ mất công mình phải khôi phục. Các bạn thấy chưa? Chính sách ngoại giao đủ dày. Mình thông qua cái thằng này để mình tuyên chiến với thằng kia rồi mình lại đập chính thằng này. Mình bây giờ thì đang chờ hung nô nó tiến sang để nó đốt phá tàn cái thằng Dante. Ờ đúng rồi. Hay là mình nhờ hung nô nó đứng nó tiếp viện, nó bắn cho mình chỉ vào tiếp quản nhỉ. Dù sao thì hung nô nó đang đứng gần, rất gần đấy mà. Xong. Thành của La Mã chưa có cái gì cả. Thành của La Mã chưa có một cái gì cả. Nắp canh cũng không có, tất cả sập hết. Cần quái phải phòng thủ nhỉ? Công liên rực rỡ. Nó có quân quá đâu. Nó có quân nhưng mà nó không có khả năng tấn công. Binh của nó đâu? Mình sẽ vào thằng cổng này. Tiến đấy. And so we come to the final moments in our enemy's story. Lã vào bọn này cho anh. Their final stronghold. Be wary of their desperate defense and then bless them. À, nó nhiều đến lỏ phết đấy. Tấn công từ đây vào. Pha lăng à? Dựng pha lăng rõ anh à? Di chuyển theo đội hình đi.
để cho mấy thằng test studio để nó lên trước đã. Đúng rồi. Nó tuyển mấy cái thằng này thuê rồi speed gì. Cháy hết nhà cho nó đi. Lính đỏ bắt đầu tấn công. Ai da, vẫn chết mấy đồng chí rồi. Lính đỏ đam nó to lắm à, chết nhiều. Tiến vào đó. Tiến lên. Tiến lên. Áp sát cho anh, nhanh. Rồi, chờ tí. Testudo đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tiếp tục tiến lên. Phá rồi. Từ từ nhá. Tấn công luôn. Trời, những cái thằng nỏ kia lại dám đánh nhau với anh á. Rồi, dựng Testudo lên càng sợ nữa rồi. Tiến vào, cứ tiếp tục tiến vào. Tiêu diệt tướng nó. Testudo. Rồi, vẫn lập một Testudo. Đội hình này tiến lên. Rank cho nó cho anh. Rank lên. Testudo tiến lên tiếp. Tiến lên. Tiến lên được là tiến. Nó vỡ đội hình mà chúng ta không được tấn công theo kiểu ồ ạt. Tấn công ồ ạt chúng ta mất đội hình là nguy hiểm. Cứ tiến theo đội hình này chúng nó vỡ ngay mà không sống. Yên tâm, cứ Testudo Testudo dựng lên. Đúng rồi. Cứ dựng Testudo lên làm hàng rào cho quân mình. Tiến lên. Rồi. À không, phải để chế độ này tạo đội hình. Tướng nó chạy rồi. Tướng chạy thì hết. Ready for orders.
hết cửa rồi. Cứ tiến vào, kỵ binh rồi, đến lúc lùa rồi. Đánh gì đó, con men chém chết nó đây. Bắn làm sao được? Tiến vào. Cứ test studio mà tiến, không phải sợ. Nó vỡ đội hình rồi. Lên ăn luôn cái gì của nó này, ăn luôn. À, đang điên cuồng chém giết à, tốt. Điên cuồng chém giết, đúng rồi. Cung thủ của nó thì đã bị quay rồi. Ăn luôn kỵ binh của anh á, ăn luôn kỵ binh à. Điên cuồng chém giết cho anh. Đúng rồi. Phải rất mất nhiều thời gian nữa chúng ta mới có thể nâng được cái đội lính. Úi dồi. Úi dồi. Và dứt điểm đúng phong cách. Vào. Một chiến thắng dứt khoát nữa. Thế là mình đã tiêu diệt được quân Ly Khai. Quân Ly Khai La Mã nó bị tiêu diệt à? Xong. Không có ý định bắt nó làm chư hầu đâu. Rồi, chúng ta chỉ việc xây dựng lên thôi. Quá là đơn giản. Xây công trình vệ sinh nữa. Wow. Nó hết chết rồi. Tuyên bố chiến tranh. Phê phái. À rồi, bị hủy diệt rồi. Thôi mày xong rồi con ạ. Dám tuyên bố chiến tranh hung nô á. Đúng không? Thằng này đúng không? Mày ngu học rồi. Sao lại đi đánh nhau với hung nô? Thằng này rất ngu học, chiến tranh hung nô rồi. Có thể mình sẽ ra quân ở đây đã. Xử lý lốt cái thằng Alaman cho nó gọn đã. Hết tiền. Xử lý lốt thằng Alaman cho gọn. Rồi, chúng ta đã kiểm soát được thêm một vùng nữa. Rồi, đi chua. Đây, vùng này. Vùng này. Và phương Bắc nữa. Ây da. Người thừa kế à? 23 tuổi. Thống đốc 37 tuổi. Cưới luôn cho nó thành con dê cụ nhà mình. Bộ
bổ nhiệm tướng lĩnh lên thì mình mới có điểm uy tín được chứ nhỉ. Đúng rồi, quyền lực của mình đang sụt giảm rất mạnh. Cô con gái này chưa lấy chồng được, cô này chưa. Nếu cô này thôi được, qua lượt đã. Phải có con dê thôi, không làm. Hung nô nó sẽ tàn phá hết khu vực phía bên này bởi vì nó cả thằng sắc sông nữa, chiến tranh với nó, chiến tranh với cả sắc sông nữa. Mình cứ thiểu từ từ mà sang thôi, nhàn quá. Không đánh chiếm đi còn chạy ra đây. Chiến tranh rồi mà. Mấy anh hung nô này khó hiểu quá. Mình lại không đủ tiền để nuôi được quá nhiều quân bây giờ. Như vậy là phía bên này của mình đã khá an toàn rồi chứ nhỉ. Nhưng mà rút quân bây giờ cũng là cả vấn đề. Ra lệnh mua chuộc. Nó không chịu á, thật rắc rối. Ai đó đã phản đối kế hoạch hôn nhân, vụ việc phải dàn xếp ngày muốn hành như hành thế nào. Nói mua chuộc một tí vậy. Con gái mình sinh như thế này mà cũng... chúng ta sẽ kiểm soát lần lượt hết các cái thống. Đó, các thống đốc sẽ được kiểm soát. Mình sẽ kiểm soát hết thông qua chính trị. Thằng này ăn đòn rồi. Sắp bị hung nô nó đập cho lát mặt luôn rồi. Ủa, đây có thể xây được nhiều công trình đấy. Nhưng cái này nó được tiền, à được lương thực này. Đất giải phóng. Warriors all. Move out. Sang bờ bên này đã. Nó chỉ là đô đốc. À giời. Một sao đây mất nhiều quân đấy. Đi qua vùng biển xấu à. Được. Sinh thấp quá. Còn vùng nào chưa nâng cấp cái công trình này chưa lên được. Thiếu tiền nghiêm trọng. Khu định cư có tường cao. For the tribe.
có thể huy động được không nhỉ? Băn khoăn quá. Thêm một chiến hạm nữa. Cứ giải quyết thằng Alaman trước đã. Những việc khác tính sau. Mày hả bưởi. Kỳ chưa? Thằng này nó có cho quân xuống đánh mình này, chắc là nó sắp muốn đánh nhau mình rồi sao ấy. Úi giời ơi, hai thằng bị ăn phản đam, chết luôn cả hai. Giai đoạn này bây giờ chúng ta chỉ có chủ yếu là phòng thủ thôi, không tấn công được. Cái thằng đệ của mình bây giờ nó đang làm cái trò gì nhỉ? Chả thích quân cán nó đâu. Ồ. Mấy anh không nô, anh không đánh, anh đi đâu ấy. Ồ. Ơ. Thua. Anh Ý này vẫn thích đi đánh nhau à? Ây da. Một thêm một phe phái nữa bị tiêu diệt à? Quý tộc sinh con. Nó lại phá hoại quân đoàn của mình à? Vãi cả chưa. Lay siege to their hovels. Có cả xe bắn tên, thuyền pháo, rất nhiều cung thủ. 10 lượt nữa nó mới chết. Vây nó lại là đủ cho nó chết à? Tấn công tới à? Không tấn công tới cả nào của mình cả. For the tribe. Row faster, you slags. Fleet ready. Row, gods curse ya. Không thể di chuyển. Nó có một thằng đứng ở ngoài này. Đánh kiểu này hay hơn chứ nhỉ?
Aidan Pichitan. Ai chà, quân trong thành sẽ chui ra. Ôi, một trận đánh liên hợp à, để xem nào. Nó có thuyền pháo, thuyền đâm hút và thuyền pháo rất nhiều. Trận này khả năng mình mất thuyền vì mình không điều khiển tay kịp. Chơi. Hải quân của mình lại đi vào từ bên kia mới đâu. Vãi cả trưởng. Mình sợ đứng ở đây dễ thì pháo nó vã cho lắm. Mà chưa biết pháo hạng nó. Đứng ở đây cho chắc. Chưa thể chiến tranh ngay được. Chưa sợ. Rảnh tay để điều khiển hải quân trước đã. Xem quân tiếp viện của nó vào từ đâu. News! Additional forces have arrived! Biết ngay. Oh man, hạm đội này không có pháo. Trên bộ của nó thì mình chưa thấy. Pháo bắn chưa tới. Chưa sợ. Bắn vào đây trước này. Chạy ra đây, tướng thì đừng chết. Ô, đừng chết, chết tướng nguy hiểm lắm. Thuyền pháo nó bắn. Bắn chìm hai thuyền pháo này trước ạ. Ô, trận này không tiếp viện được thuyền pháo mấy chứ. Đúng rồi. Thế chết mấy thuyền pháo này trước ạ. Our men have given up and are running for their lives. Ready to attack! Old ships, ready to attack! Firepower ready! Ai già ơi!
nào nó có bắn chạy chìm thuyền mình trước à? Cứ chết thuyền nó đi. Ok kìa, bắn nát rồi mà. Ok, hết thuyền nó đi. Thuyền nó vào à? Bắn vào bọn này. Trận này phải hạ chúng nó. Nhanh hút bọn này này. Thuyền tâm hút của nó đây này. Thuyền tâm hút của nó thì cho bọn cận chiến này chơi. Có một cái khẩu pháo của nó mà bắn mãi không hết à? Đánh nhanh lên cho xem. Bắn bọn này này. Rồi xong. Nó xong rồi. Hút đi xem nào. Hút cho anh. Ôi mấy khẩu pháo của mình bắn nó vẩn lắm. Thôi ra đây. Nó xong rồi. Thuyền nó lì thế nhở? Quay nó lại. Ủa kìa, bọn thuyền pháo này nhiều phết nhở? Vào đây. Hải quân của mình toàn cái bọn cùi cùi, không có quân hải quân mạnh, nó không như kiểu mấy anh Viking phương Bắc mạnh. Và tiếp viện của nó vào đây à? Thế chứ, bỏ bớt mấy cái thuyền củi. Rồi bộ binh của mình bây giờ điều khiển. Đây à, quân địch ở đây à? Nó sẽ bị đánh từ hai phía. Chúng ta sẽ dàn quân ở đây. Nó sẽ không nhìn thấy. Pháo này của nó là pháo gì? Xoay bắn tên à? Tiến lên, chỉ cần thì có thể viện trợ luôn.
hạ khẩu pháo của nó trước đã. Đánh như này thì hình như quân trong thành của nó gần như là hết, mình có thể chiếm được khá dễ dàng. Xa lắm. Ai dạ, nó chỉ nghĩa là nó dàn quân ra hướng này để nó sợ quân mình đổ bộ à? Pháo hạng nó bắn là còn lâu mới hết được. Đang thấp thế. Chưa tới à? Chưa đạt được tầm bắn. Thế mà chưa chết à? Tướng nó vẫn chưa chết à? Đây rồi, pháo này bắt đầu lã rồi. Nhanh. Một con thuyền đã hết đạn dược rồi. Cái binh nó bắt đầu di chuyển sang bên này rồi. Đội cung tên của nó đang không được bảo vệ. Hunger for blood and battle!
Rồi, Pestero dựng lên rồi. Rất tốt rồi, pháo đâu, lạ vào đây. Chia được lượng ra đã. Rồi tấn công. Thống đấy. Cung thủ này. Bọn này ai giờ thắng bọn lũ bên trong. Chơi dứt điểm mấy thằng bộ binh này nữa. Được rồi, đứt xin cho quân đi. Hay là không xếp được đội hình tướng quân nữa nhỉ? Gọi ngay mấy thằng cung này, đông quá. Đội quân của chúng ta đang điên cuồng chém giết ạ. À? Tốt rồi, điên cuồng luôn. Đến luôn, sợ gì? Rồi, quay chúng nó lại, không để mấy thằng cung nó bắn nữa. Ô, cung bắn rát quá. Nhảy xem nào. Chúng nó lát à? Không được, truy sát hết bọn này cho anh. Pháo dừng bắn. Truy sát, truy sát, truy sát, truy sát, truy sát. Phải truy sát hết đội cung này nào đó. Lính bộ binh thì cận chiến không sợ, mà bọn cung này là phải giết bằng hết. Để cho nó sống là mệt lắm. Chết. Noble Horse chúng ta. Ở Noble Horse này trong Rome 2 là đội kỵ binh mạnh nhất của Pháp ấy chứ. Mấy anh dợ ấy. Ôi giời. Giết bằng hết rồi. Xuống đây. Đám này chạy tiến không được lại chạy lui về à? Tiến hết đã. Bọn cung này là bọn cung thủ thành, phải giết sạch. Vãi mấy thanh niên này. Ô. Thế này cho chắc.
hung thủ. Mấy cái thằng này nó nâng cấp lên thì như nó có cả cái bút tăng tốc độ di chuyển nữa cơ mà. Nếu mà là lính về cuối thì phải. Nếu không nhầm là vậy. Chạy nhanh cho nào, nó còn đông lắm. Chân nó còn... Mình bộ binh hạng nặng phải đuổi hết chậm. Chung. Đây mới là hạng nặng. Rất nặng luôn chứ không phải là nặng. Đeo dốc lại phải là chậm thế. Thể chạy được. Thủ. Yeah! Giết hết mấy thằng cung thủ rồi không quấy thằng cung thủ nữa. Làm mất thời gian của mình lắm khi không thành. Rồi, kết thúc trận chiến. Ai giời. À quên mất, mình không về mình mua thì cái pháo đời cuối nhỉ. Cấp của mình đủ để mua, mình xây dựng công trình để mua được pháo đời cuối rồi. Rồi. Ready for orders. Fleet ready. Lên cấp à? Yes. For the tribe. Nó chết hết rồi, còn đứng tàn quân thôi. Mày qua đánh kiểu này đỡ tốn quân. Hard on the oars. Besieging settlement. Chiếm luôn. Quân trong thành của chúng nó chui ra đánh phụ trợ cái thằng này nên là mình đỡ phải vây. Tuyệt vời. Mình nghĩ mình luôn lên kiểm soát cái vùng này. Nhiệm vụ mình phải kiểm soát vùng này. Không cần chứ hờ. Dẹp cho nó chắc rồi. Alama đã bị tiêu diệt rồi. Cái gì? Thằng này với thằng này chiến tranh à? Chiến tranh với cả Tây La Mã à? Đây à? You will find me a willing and attentive audience for your speech. Tây La Mã thân với mình thật là khó hiểu.
Tốt rồi. Mình cần phải hồi ở đây một thời gian à. Quân đoàn nào của mình nhỉ? Nào. Đây, vùng này có thể tuyển xe bắn đá được quấy này. Tuyển đã. Đây à? Mất 2 lượt để tuyển. Vùng này cần phải lên lương thực. Âm 2, lên một chút xíu nữa. Thằng đệ này à, chiến tranh cái thằng ở dưới này à? À, thằng này nó kiểm soát được hết cả khu vực châu Phi rồi. Khéo lại phải đưa quân xuống châu Phi ở thực kệ, chúng nó đang bận đánh nhau thì mình càng tốt, ngư ông đắc lợi. Ngu đòn gì mà đánh nhau với chúng nó giờ này. Qua lượt đã, mình sẽ ổn định cái khu vực này. Cái thằng đệ này được đấy. À, cái gì? Thằng đệ này nó chiến tranh với thằng Phanh à? Tôi chết rồi. Mình buộc phải theo thôi. Không theo thì cũng dở. Thằng Phanh nó còn quân ở đâu? May mà mình vẫn duy trì quân ở đây. Mình biết là thế nào nó cũng chiến tranh với thằng Phanh mà. Tốt rồi. Chiến tranh trên mọi mặt trận. Mặt trận phương Nam vừa mới lắng dịu một chút thì phương Bắc lại bắt đầu. Các quân đoàn của Phanh, thằng Phanh hình như nó đang cử sang đánh thằng Đông La Mã phải. Như vậy thì mình vẫn phải duy trì quân đồn trú ở khu vực này để tiếp bọn quân Viễn Chinh của nó khi về. Rất căng thẳng. Thằng này chiến tranh với thằng... Thằng này tham chiến cùng đồng minh. No 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 no. Thằng này chiến tranh với thằng này. Anh vừa mới mãi mới hòa bình được với nó. Mày lại chiến tranh. Đấy không phải việc của anh. Anh không rảnh tham gia vào mấy cái trận chiến ở khu vực châu Phi. Kỳ hạn đã hết. Trung thành, liên kết. Ngọn gió thứ hai. Thằng tướng này có thể là khá là có sĩ khí ấy. Nó là con hoang à? Con nuôi à? 18 tuổi. Nó có đến 2 skill này là cũng thuộc dạng hổ báo đấy. Không phải dạng vừa đâu. Rồi, cho mấy thằng này chức thấp thấp được thôi. Cho mày mấy cái chức này.
Yes. Going aport. Docking. Ngu gì mà đánh nhau với bọn này. Như vậy là thằng này đánh nhau với thằng này à? Kệ nó, cái khu vực châu Phi này mình không nên gây chiến vội bây giờ. Nhà thờ tôn giáo này. Phá hai công trình này đi đã. Không nâng cấp vội. For the tribe. Warriors. Quân đoàn này cần phải hồi phục nữa. Xong thì mình sẽ hỏi thăm thằng Tây La Mã. Watch. Always watch. Thirsty for battle. Cái thằng này ở đâu chui ra mà nó cứ lẩn vẩn đây nhỉ? Nó có hai quân đoàn. Cảng biển. Cảng biển. Có xe bắn đá đã. Có xe bắn đá đã. Thằng phanh chiến tranh với mình. Đây à. Mày qua đây mình có một cái hạm đội đóng ở đây. Nhưng mà cần phải có thuyền pháo. Ông đệ này của mình ơi, nam đệ. Lại chiến tranh với thằng phanh. Thằng này bị chiến tranh hung nô. Ô cái thằng hung nô nó ai nó cũng đánh à? Vãi thật. For the tribe. Khu vực châu Phi bây giờ không còn là phận sự của mình nữa. Chúng nó đang đánh nội chiến đánh lẫn nhau dưới đó thì mình bây giờ sẽ không việc gì phải tham gia vào cái trò chơi may rủi của mấy thằng đấy nữa. Duy trì một hạm đội ở đấy để đảm bảo an ninh thôi, còn lại mình sẽ rút các đơn vị kia lên. Ngu gì mà đóng quân mà gây sự với bọn mấy thằng dở. Ây da. La Mã vẫn đông quân nhỉ? À. Mấy thằng La Mã làm gì mà cho quân ra biển nhỉ? Chết à? Thuyền pháo mạnh thì mạnh thật nhưng tốn kém quá. Nhiệm vụ hoàn thành. Đi theo dị giáo. Ủng hộ chính phủ. Rồi. Có lên xử lý thanh niên này không nhỉ? For the tribe. Your orders.
ships to port. Chưa đủ quân, quá yếu. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.